Qua hơn 17 năm hoạt động tại Việt Nam, chương trình Matrix MBA của Hà Lan kết hợp với Đại học Bách Khoa đã đào tạo gần 800 thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế cho Việt Nam. Với 24 tháng học tập, 17 môn hoàn toàn bằng tiếng Anh, qua sự giảng dạy của các giảng viên Hà Lan và Đại học Bách Khoa, các học viên đã được tiếp cận nhiều kiến thức quốc tế liên quan đến quản trị kinh doanh. Không chỉ học tập lý luận, chương trình chú trọng khả năng khai thác những tình huống thực tế phù hợp với môi trường Việt Nam thông qua sự tương tác giữa giảng viên và học viên. Đây được xem là một trong những đóng góp ý nghĩa cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực quản trị của Việt Nam khi ngưỡng cửa hội nhập đã gần kề.